Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Lê Huệ Trương, editor của Trader Việt. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người 7 nước cờ quyết định của một trader từ thua lỗ thành một người có lợi nhuận nhất quán trong 8 tháng. Và đây là chia sẻ của tác giả Ruff, một trong hai người sáng lập nền trang tradesidey.com. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Như thường lệ, trước khi đi vào phần nội dung chính thì mời mọi người hãy cùng đọc qua phần cảnh báo rủi ro ở đầu video này nhé. Ok, không mất thời gian nữa, mình bắt đầu thôi. Trong video này, tôi sẽ trình bày 7 bước đã giúp một trong những trader của chúng tôi từ một người thua lỗ liên tục trở thành một trader chiến thắng liên tiếp trong khoảng 8 tháng. Không chỉ có lợi nhuận mà anh ấy còn vượt qua các tiêu chí để trở thành một trader được cấp vốn giao dịch nữa. Và đây là tin nhắn mà trader ấy đã gửi cho chúng tôi. Bây giờ, hãy cùng xem xét những điều cụ thể nào để giúp trader này hoàn thiện giao dịch của mình nhé. Quá trình và thói quen trước tiên. Chào mọi người, 2020 là một năm cực kỳ thú vị đối với tôi. Rất nhiều thăng trầm đã diễn ra ở giai đoạn khởi đầu. Sau đó vào tháng 5 năm 2020, tôi quyết định tham gia vào tradesidey, mặc dù đã bắt đầu giao dịch từ năm 2018. Và đó là khi tôi thực sự bắt đầu thấy kết quả. Trước đó, kết quả giao dịch của tôi lên xuống liên tục. Việc không có một quá trình và thói quen đánh giá đúng đắn là nguyên nhân khiến tôi không biết lý do vì sao mình lại thua lỗ. Ok, tôi biết mình đã nói đi nói lại rất nhiều lần điều này, nhưng bạn biết đấy, kết quả nhất quán đến từ những hành động và hành vi nhất quán. Do đó, bất cứ khi nào các trader mới tham gia với chúng tôi đều đảm bảo rằng họ tuân theo một thói quen có tổ chức và có các kế hoạch giao dịch được cấu trúc tốt dựa trên các chiến lược của chúng tôi và những gì chúng tôi dạy. Tất nhiên, chỉ là mọi thứ một cách nhất quán sẽ không đột nhiên biến bạn thành một trader có lợi nhuận, nhưng nó sẽ giúp bạn theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, nó sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng trong trading. Một khi bạn ngừng hành động ngẫu hứng và có một kế hoạch giao dịch của bạn sẽ trở nên ít phản động hơn và chất lượng công việc trading cũng sẽ được cải thiện. Hơn nữa, bạn sẽ ít bỏ lỡ giao dịch hơn vì bạn biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Điều này giúp ích rất nhiều cho tâm lý giao dịch bởi hội chứng FOMO có thể cực kỳ khó chịu. Và đây là lời chia sẻ tiếp theo của anh ấy. Tạm dịch. Tôi nhanh tới vài tháng tiếp theo. Tôi bắt đầu đào sâu hơn vào nhật ký giao dịch, quá trình và thói quen của mình. Và tôi đã nhận thấy được sự tiến bộ. Mặc dù không phải điều gì to tát, nhưng ít ra vẫn cải thiện. Tốt hơn trước rất nhiều. Từ một trader thua lỗ nặng, tôi dần trở thành một trader thua lỗ. Giao dịch hiển thị ở đây không phải là thua lỗ toàn bộ, nhưng kết cục vẫn là âm, khoảng âm 3R. Tuy nhiên, đó đã là một cải thiện rất lớn so với thua lỗ âm 10R hay âm 15R của những tháng trước. Vâng, công cụ giao dịch quan trọng nhất là nhật ký giao dịch. Chỉ cần hỏi bản thân bạn ngay lúc này, bạn có nhớ 10 cú trade gần đây nhất của mình không? Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc có một nhật ký giao dịch để ghi lại các giao dịch của mình. Để có thể trở thành một trader giỏi hơn mỗi ngày, bạn cần cải thiện những điều không hiệu quả, tránh những tình huống chỉ khiến bạn mất tiền, và phát huy những thứ hiệu quả với bạn. Và cách duy nhất để thực sự tìm ra câu trả lời cho 3 điểm trên, bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của một cuốn nhật ký giao dịch. Nước cờ thứ 3 chính là thay đổi từng bước một. Trader này tiếp tục nói, trong vài tháng tiếp theo, mọi thứ thực sự bắt đầu đi lên. Tôi đã thực hiện những thay đổi quan trọng trong giao dịch của mình. Tất cả đều theo từng bước, chứ không phải thay đổi tất cả mọi thứ cùng một lúc. Khi bạn ngừng việc nhảy hết hệ thống này sang hệ thống khác và bạn đã quyết định trống máy với một chiến lược, thì công việc thú vị sẽ bắt đầu. Bạn cần phải làm cho chiến lược đó dần trở nên phù hợp với lối suy nghĩ của riêng bạn, với yêu cầu cảm xúc của bạn và cả cách bạn diễn giải biểu đồ. Một chiến lược giao dịch có nhiều con vít định vị có thể được thay đổi và tinh chỉnh. Chẳng hạn như khoảng cách dừng lỗ sẽ kiểm soát không gian thở của giao dịch. Stop loss càng gần với điểm entry vào lệnh thì win rate càng thấp và tỷ lệ RR càng cao. Thứ hai là khoảng cách mục tiêu. Mục tiêu càng xa điểm entry của bạn thì khả năng giá chạm đến càng thấp. Thứ ba, quản lý giao dịch. Bạn muốn quyết liệt như thế nào với công việc quản lý giao dịch của mình?
bạn muốn chốt lời nhanh đến mức nào. Và thứ tư, lựa chọn khung thời gian. Việc tìm ra khung thời gian hoàn hảo sẽ liên quan đến lượng thời gian bạn sẵn có, lịch trình của bạn trông như thế nào và có bao nhiêu việc trong một ngày hoặc tuần mà bạn muốn thực hiện. Và có rất nhiều yếu tố khác có thể được tối ưu hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng là chỉ thực hiện một điều chỉnh tại một thời điểm để bạn có thể quan sát hiệu quả của sự điều chỉnh và liệu điều đó có thực sự cải thiện hiệu suất của bạn hay không. Thứ tư, giao dịch ít hơn và giao dịch tốt hơn. Trader Key bảo rằng, không nhiều giao dịch, nhưng đây là những giao dịch có lợi nhuận cao. Tôi thà thực hiện 2-3 setup có xác suất thắng cao mỗi tháng, còn hơn là 10 setup tầm thường. Tôi cũng theo dõi chúng trong nhật ký của mình. Hiệu suất của các setup tầm thường và setup xác suất cao rất khác nhau. Kết quả đã nói thay lời chúng. Tôi đã học cách ngồi khoanh tay và chờ đợi, một khả năng quan trọng trong trading. Như vậy, anh trader này đã làm việc rất kỹ với quy trình lựa chọn giao dịch của mình. Với sự trợ giúp của nhật ký giao dịch, anh ấy phát hiện ra rằng các setup tầm thường cũng không hoạt động. Setup tầm thường là những giao dịch mà không phải tất cả các yếu tố hợp lưu đều có mặt và chưa đáp ứng một số tiêu chí. Điều thứ năm là giữ cho thua lỗ nhỏ. Ngoài ra, trader còn nói, hiệu suất rất nhất quán, không có drawdown lớn và các cú trade thua cũng chỉ là âm 0.6R, còn trade thắng gần 2-3R. Kể từ tháng 8, tôi đã kiếm được tổng cộng 24R, một thành tích to lớn nếu so với những gì tôi đã trải qua hồi đầu năm. Bạn thấy đấy, trader này đã phát hiện ra rằng việc áp dụng phương pháp quản lý giao dịch chủ động, trong đó anh ta sẽ chỉ cắt lệnh khi chúng di chuyển chống lại mình, không chỉ giúp cho quy mô tổn thất giảm xuống mà còn không làm tổn thương đến đà tăng trưởng của tài khoản. Một lần nữa, những phát hiện như thế này chỉ có thể được thực hiện bằng cách chủ động xem xét các giao dịch của bạn. Nước cờ thứ 6, sự tò mò và không ngừng nỗ lực. Một điều thực sự nổi bật về trader này đó là sự tò mò của anh ấy. Trong các hội thảo trực tuyến hàng tuần của chúng tôi, anh ấy liên tục đề cập đến những điều mà anh ấy đang thử nghiệm và khám phá. Theo tiến sĩ Preston Barger, sự tò mò là yếu tố dự đoán số 1 cho sự thành công trong trading. Từ kinh nghiệm của chúng tôi với tư cách là cố vấn giao dịch, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Những trader giỏi nhất của chúng tôi là những người không ngừng nỗ lực và luôn thử những điều mới. Và nước cờ cuối cùng của trader này chính là trở thành một mảnh ghép trong một cộng đồng giao dịch. Anh ấy nói, 2020 là một năm tuyệt vời. Tôi đã hoàn thành được rất nhiều mục tiêu, tư duy cũng cải thiện hơn, quá trình cũng tốt hơn, lúc nào cũng tuân theo kế hoạch và tinh chỉnh cho phù hợp. Rất nhiều điều có thể xảy ra trong một năm. Tôi rất nóng lòng chờ đợi xem 2021 có thể mang lại điều gì cho tôi. Cảm ơn anh, Ralph, Maurice và cộng đồng vì tất cả. Không có mọi người, tôi đã không thể làm được như vậy. Lời cảm ơn từ đáy lòng của tôi. Vâng, trở thành một phần của cộng đồng giao dịch có thể có tác động lớn đến trò chơi tinh thần của bạn và cũng có khả năng đẩy nhanh sự phát triển của bạn với tư cách là một trader. Tất cả chúng ta đều biết rằng, trading đôi khi cũng có thể rất cô đơn. Và trong những giai đoạn khó khăn, sẽ rất hữu ích nếu bạn được tiếp cận với một nhóm người có cùng chí hướng mà bạn có thể dựa vào, trút bầu tâm sự và tìm kiếm sự động viên. Mặc dù không phải ai trong cộng đồng giao dịch cũng sẽ trở nên thành công, nhưng những người cam kết lâu dài và nỗ lực trong công việc có cơ hội rất tốt để thấy được sự cải thiện đáng kể. Và tại sao lại không là một phần của cộng đồng giao dịch chứ? Và vừa rồi là 7 nước cờ quyết định đã giúp cho một trader từ thua lỗ liên tục thành một người có lợi nhuận nhất quán chỉ trong 8 tháng. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. See you soon!